Tổng hợp hai món trứng chỉ có người sành ăn mới biết. Món đầu tiên không thể không kể đến món trứng làm mưa làm gió khắp mạng xã hội mấy năm trở lại đây, chính là món trứng ngâm tương. Món này thì làm không khó đâu nhưng mà ăn cực kỳ là ngon luôn nha. Trước tiên mình luộc trứng lên cái đã. Hôm nay thì các bác thích ăn lòng đào hay trứng hẳn thì tùy vào sở thích của mỗi người. Nếu mà ăn lòng đào thì từ lúc sôi lên các bác tính khoảng 4 đến 5 phút là vớt ra liền. Còn thích trứng chín hẳn thì mình để sôi 7 phút nha. Các bác mua trứng người ta đã để vài ngày rồi á, chứ trứng mà vừa đẻ xong là khó bóc ghê luôn. Có một mẹo để luộc trứng dễ bóc là khi đun nước nóng lên rồi thì các bác cho vài giọt giấm hoặc chanh vào. Chanh và giấm thì sẽ làm mềm vỏ trứng và dễ bóc hơn. Phần nước tương các bác cho vào nồi khoảng 3 thìa đường, thêm vào đó 330ml nước tương, 300ml nước lọc. Mình khuấy cho tan đường rồi bắc lên bếp đun. Đun đến khi mà thấy sôi lên thì mình tắt bếp và để nguội. Với công thức nước tương này thì mặn ngọt vừa đủ rồi. Các bác cứ làm theo đúng công thức như tôi nói là auto thành công luôn. Với lượng nước này thì các bác ngâm được khoảng chục quả trứng gà nhé. Trong khi chờ nước tương nguội, mình sẽ thái các nguyên liệu đi kèm như là hành tây, hành củ, hành lá và ớt. Các bác cứ thái nhỏ nhỏ ra kiểu hạt lựu là được. Hôm nay thế nào mua được mấy củ hành thái cay mát thế không biết. Thái có mỗi nửa củ hành tây với vài củ hành tím thôi mà nước mắt chảy nhòe mắt luôn ý. Mà bình thường là tôi không hay thái kiểu này đâu. Này ngựa ngựa thái theo người ta. Mà càng thái chậm thì nó lại càng cay mát chứ. Mình sẽ thái vài củ tỏi để cho vào ngâm nữa. Nhiều bác thấy tôi thái tỏi vào thế này sẽ bảo là tỏi không nên kết hợp với trứng. Nhưng mà tôi cũng có tìm hiểu rồi. Đâu phải tỏi với trứng kết hợp với nhau là gây ngộ độc hay gì đâu các bác. Chỉ là nếu mà ăn quá nhiều thì có hiện tượng khó tiêu và đầy hơi thôi. Mà nói thật là cái gì ăn quá nhiều chẳng có vấn đề. Nên là mình ăn lượng ít vừa phải thôi thì không sao cả đâu. Ngoài ra mình sẽ thái thêm một ít hành lá và ớt thái lát nữa. Phần ớt thì tùy vào độ chịu cay của các bác nha. Ăn cay nhiều thì cho nhiều, còn không ăn cay được mình cho ớt sừng thôi cũng được. Sau khi cho hết nguyên liệu vào nước tương thì mình cho trứng vào, bọc kín và cất tủ lạnh khoảng 1 ngày là ăn được rồi. Món tiếp theo là trứng nướng. Các bác hòa cho tôi một thìa bột rau câu giòn aga vào khoảng 3 thìa nước. Ngâm khoảng 10 phút cho rau câu nở ra rồi các bác cho vào đó một thìa đường, một thìa cà phê muối, một thìa cà phê bột ngọt. Khuấy cho tan rồi mới đập trứng vào. Sau khi đánh tan trứng thì các bác nhớ dây qua một lượt để loại bỏ lòng trắng trứng không tan đi nhé. Làm thế này thì khi ra thành phẩm trứng cũng mịn hơn á. Sau khi rây xong trứng mình mới cho hạt tiêu vào. Các bác nhớ là rây trứng xong mới cho hạt tiêu nha. Chứ cho hạt tiêu trước rồi mới rây trứng là thôi. Tiêu ơi ở lại trứng đi nhé đấy. Thông thường thì làm món này tôi hay thấy mọi người sẽ đục lỗ ở trứng lúc ban đầu để lấy vỏ trứng làm khuôn hấp cơ. Nhưng mà làm như thế thì vừa lâu vừa lích kích. Đã thế lại còn bị thừa trứng nữa. Nên là hôm nay tôi cải tiến, dùng vỏ xúc xích để đổ trứng vào hấp. Tưởng thế nào, hóa ra ngon nha. Còn ngon hơn cả hấp bằng vỏ trứng ấy. Các bác cho vào hấp khoảng 15 phút. Lúc nước sôi rồi thì thi thoảng mình mở vung ra cho nó bớt nhiệt đi, không là xúc xích nó bị vỡ đấy. Mình canh lúc nào thấy trứng chín là bỏ ra. Tôi lúc hấp để quá lửa cũng bị vỡ mất một giây rồi. Vỡ ra thì nó không đẹp thôi, chứ ăn vẫn ngon nên là các bác cứ yên tâm. Nhỡ mà vỡ ra rồi thì vẫn ăn được nha. Xong thì mình cắt khúc ra như tôi này. Khúc dài khúc ngắn thì tùy các bác. Trông như xúc xích luôn đi nhở. Mình xiên thành từng xiên rồi đem đi nướng. Tôi nướng 140 độ 10 phút là trứng vàng ươm luôn. Món này mà các bác nướng than là ngon nhất luôn á. Còn đây là trứng ngâm tương của tôi này, ngon nhức nhối luôn.